anh đã từng rất đau khổ. Khi em về làm vợ của Châu Huynh, anh cũng từng rất ghét em. Khi nhìn thấy em là mợ hai của nhà họ Tô, quần là áo lụa, anh chỉ mong đến ngày chứng kiến em chịu quả báo, để anh có thể cười hả hê vào mặt kẻ đã phụ tình anh. Những ý nghĩ đó cứ theo anh suốt thời gian qua, khiến anh đau khổ. Anh đã cố nén đau thương vào trong, nỗ lực học hành với ý nghĩ sẽ làm cho em sáng mắt ra. Khi nghĩ lại, mình đúng thật là trẻ con, đúng không em? Càng hận em bao nhiêu khi biết được sự thật cuộc hôn nhân của em và Châu Huynh, anh càng đau đớn và càng xấu hổ bấy nhiêu. Tại sao anh là người học chữ thánh hiền mà lại ngu muội khờ khạo đến mù quáng? Tại sao anh là một nam nhi mà lại để một cô gái hy sinh bản thân vì mình như vậy? Em đã biến anh thành một thằng hề trong chính cuộc đời của mình. Em có biết không Minh Lan? Trọng Nghĩa, em thật sự chưa bao giờ phụ anh hay là muốn làm tổn thương anh. Trong tình cảnh đó, em không nghĩ được gì nhiều, em cũng không biết phải giúp anh như thế nào, nên em đành phải chọn cách đó. Anh có biết ngày em bằng lòng lấy Châu Huynh, lòng em tan nát như thế nào không? Em chỉ sợ rằng cả đời này sẽ không còn được gặp anh nữa. Em đã khóc rất nhiều, thậm chí em còn muốn quyên sinh cho đời bớt đau khổ. Minh Lan ơi, em càng cao thượng bao nhiêu, anh càng thấy mình thấp kém bấy nhiêu. Cuộc đời của Trọng Nghĩa này đã nợ em nhiều quá rồi. Anh đừng nói vậy khiến em thấy hổ thẹn. Nếu nói vậy, em cũng đã nợ anh một mạng này rồi. Nếu không có anh thì bây giờ em vẫn còn vướng trong vòng lao lý. Nhưng mà thôi, bây giờ sóng gió đã qua, mình đừng quay đầu nhìn lại nữa nha Trọng Nghĩa. Nhắc lại chuyện cũ chỉ thêm sầu mà thôi. Anh định sắp tới sẽ như thế nào? Sau khi lo xong phần mộ cho cha thì anh sẽ sang làng Mộc để làm thầy đồ dạy học. Anh đã ngỏ lời với thầy Nhân và may mắn được thầy chấp nhận rồi. Vậy thì hay quá. Cuối cùng thì tâm nguyện ngày trước của anh cũng đã thành hiện thực. Em mừng cho anh lắm. Mà dì Lệ với cô Út đã biết tin này chưa? Nếu mà mẹ anh và cô Út biết thì chắc là còn mừng hơn em nữa đó. Anh cũng định gặp mẹ và cô Út để báo tin này. Anh cũng bàn với mẹ anh là đưa bà sang đó để phụng dưỡng cho tiện. Nếu vậy thì tốt quá. Mẹ anh thật có phước khi có một người con hiếu thảo như anh. À, còn em và Châu Huynh thì thế nào? Chúng ta tuy là thanh mai trúc mã, chúng ta lớn lên từ nhỏ và từng mong ước sẽ về chung một nhà. Nhưng từ lúc Châu Huynh xuất hiện, anh mới nhận ra rằng người lo lắng, yêu thương, chăm sóc cho em hơn chính bản thân của mình chính là Huynh ấy. Huynh ấy có thể vì em mà làm tất cả, thậm chí có thể nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Chắc Châu Huynh cũng sẽ không từ nan. Tuy có lúc anh giận Châu Huynh vì đã dùng kế mọn để giành được em, nhưng mà suy đi ngẫm lại thì đó cũng vì anh ấy quá yêu em. Vì vậy Minh Lan à, em đừng bỏ lỡ người tốt như Huynh ấy. Hãy cho Huynh ấy một cơ hội.
Thiệt tiếc cho cậu Trọng Nghĩa, vì chữ hiếu mà không vượt qua được rào cản, để lỡ làng duyên phận. Ừ, bà vẫn còn tiếc mối duyên đã không thành của hai người đó hay sao? Không, tôi không còn nghĩ tới chuyện đó nữa. Tôi chỉ thương sự hy sinh cao cả của cô Minh Lan thôi. Ờ, thương cậu Tô Châu cư xử rất cao thượng. Ừ. Còn cậu Trọng Nghĩa đã rất tử tế. Giờ hai người thì thành đôi, nhưng mà một người lẻ bóng ông à. Cô Minh Lan và cậu Tô Châu quay về với nhau cũng hợp lẽ lắm. Ban đầu đến với nhau, dù nguyên do nào đi nữa, họ cũng không ngừng cố gắng vun đắp tình cảm, thay đổi bản thân để cái nợ thành duyên, cay đắng thành quả ngọt. Nhân định thắng thiên là vậy đó. Tôi cũng mong khi sóng gió qua đi, cậu Trọng Nghĩa sẽ hiểu được lẽ sống trên đời đó ông, và tìm được một mối duyên lành. Được vậy thì tôi không quản ngại khó khăn để mà xe tơ cho cậu ta. Ơi, Minh Lan, đưa đây cho anh. Ừ. Nè, nước mắt anh nấu đó, em uống đi, coi chừng nóng nghe. Ừ. Anh để em. Thôi được rồi, để anh. Thank you.